phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc cung cấp sản phẩm vệ sinh tay có chứa từ 60% cồn. Vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên lau nền nhà, khử trùng bề mặt các đồ vật nơi làm việc bằng xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác. Đảm bảo thông gió tốt, tăng cường thông gió tại nơi làm việc. Có quy định hướng dẫn người lao động cách tự bảo vệ, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế khi có các biểu hiện mắc bệnh hoặc tiếp xúc với người nghi mắc bệnh. Có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí làm việc linh động đối với những trường hợp nghi mắc bệnh. Các cơ sở lao động có bộ phận tiếp xúc với nhiều người như tiếp tân, hàng không, hải quan cần cung cấp hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho người lao động, cân nhắc lắp đặt hệ thống kính ngăn. Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở, cần thực hiện cách ly ngay và thông báo đến đường dây nóng 1900-3228, 1900-9095. Người lao động tự giác thực hiện, tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch hoặc các sản phẩm vệ sinh tay có chứa từ 60% cồn trong ít nhất 20 giây. Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Che kín miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khỉu tay áo, khăn vải, khăn tay hoặc khăn giấy. Giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay. Tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực vận động cơ thể, ăn uống hợp vệ sinh, đủ chất, giữ ấm mũi họng, nâng cao thể trạng. Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét. Nếu có các biểu hiện ho, sốt, khó thở, cần thông báo cho người quản lý hoặc cơ sở y tế để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời.